Bếp từ 3EH-MIG545N có 3 vùng nấu, gồm 2 vùng nấu từ và 1 vùng nấu hồng ngoại. 3 vùng nấu có các phím điều khiển công suất riêng biệt. Từ trái qua phải lần lượt là phần điều khiển cho vùng hồng ngoại. Tiếp theo là phần điều khiển cho vùng nấu từ nhỏ trên. Và ngoài cùng là phần điều khiển cho vùng nấu từ lớn dưới. Đầu tiên để khởi động bếp, các bạn nhấn vào phím nguồn. Sau đó điều chỉnh công suất cho từng vùng nấu bằng các phím cộng hoặc trừ tương ứng. Đối với vùng hồng ngoại, sẽ có thêm phím chọn vòng nhiệt bé và lớn. Khi bật vùng hồng ngoại, bếp mặc định bật vòng nhiệt lớn. Để chọn nấu bằng vòng nhiệt nhỏ hơn, các bạn nhấn vào phím vòng tròn ở trên bàn phím. Để khóa bàn phím, các bạn nhấn giữ vào phím khóa khoảng 3 giây cho đến khi đèn khóa nháy. Lúc này, cả 3 vùng điều khiển đều sẽ bị vô hiệu hóa, không hoạt động được. Nhấn giữ vào phím khóa một lần nữa để mở khóa. Khi mở khóa, bàn phím điều khiển sẽ lại hoạt động bình thường. EH-MIG545N được trang bị tính năng hẹn giờ nấu tiện lợi. Để khởi động tính năng, các bạn nhấn vào phím cộng hoặc trừ ở vùng timer ở trên bàn phím. Lúc này, màn hình hiển thị của 3 vùng nấu sẽ hiển thị chữ T. Chọn vùng nấu cần hẹn giờ bằng cách nhấn vào phím cộng hoặc trừ của vùng nấu đó. Bấm tiếp phím cộng, trừ để điều chỉnh thời gian hẹn. Có thể hẹn giờ tối đa đến 99 phút.